Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Xin cảm ơn hai đến giờ xinh đẹp Thùy Vân và Mia. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi xin được nhắc lại là chương trình Kỳ Tài Thách Đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị thân mến, mỗi tuần ekip thực hiện luôn mang tới nhiều điều bất ngờ, nhiều điều thú vị, nhiều tiếng cười và nhiều niềm vui. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang tới những con người phải nói là trẻ trung, sôi động và duyên dáng vô cùng. Và họ không đến từ thế giới thực của chúng ta, họ đến từ xứ sở thần tiên nào đó, họ đến từ những câu chuyện cổ tích, họ không phải là con người thường. Đầu tiên chúng tôi sẽ lật mở từng trang sách ngày xưa để xem họ là ai. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thế giới cổ tích, wow wow wow, xin chào đón cặp đôi đầu tiên, hai chị em vô cùng xinh đẹp, chị em nhà Lọ Lem. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp như gì nàng vừa xuất hiện, đừng hát gì cả. Đừng hát gì cả. Ôi chào hoàng tử. À không, tao phải hoàng tử. Ủa? Ta là người hầu của hoàng tử. Hoàng tử đâu? Hoàng tử lát sẽ tới. Lát sẽ tới. Thưa quý vị, hai nàng Lọ Lem của chúng tôi đang chờ hoàng tử, một người trong mộng, hiền lành, tử tế và ga lăng xuất hiện với họ. Không biết hoàng tử có xuất hiện hay không, nhưng chắc chắn sau đây chúng tôi sẽ đi tìm một nhân vật trong cổ tích. Wow wow wow. Và bây giờ là sự xuất hiện của hoàng tử đẹp trai. Wow wow wow. Nhân sư đẹp, chúng ta là nhân sư bến và cát lái, chúng ta là nhân sư huy vai. Yo, hey, yo, chiếc hip hop tiếng Anh. Yo, you know what's your name? Yo, my name là kem chuối. What do you do? I do dây điện. What do you do? Rom. I from Kỳ Tài Thách Đấu. Tài. Trời hay ghê luôn á. Hay quá à. Sao không ai vỗ tay vậy trời? Hay quá. Tụi em đã phải make up trang điểm, tập vũ đạo, tập hát gần một tuần để có màn xuất hiện này đó. Ủa, chúng tôi mời hoàng tử từ thế giới của tích qua 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 mà đây là ai? Xin giới thiệu với anh, nhân sư dính lẹo. Đây là hai nhân sư. Dạ. Yeah. Không anh, thật sự cái tên của nó rất hay, đó là nhân sư hai đầu, mà qua cái miệng của Phát La nó thành nhân sư dính lẹo. Đâu đây nè, hai người bị dính lại rồi con. Đó. Không lẹo. Em, nó là nhân sư hai đầu. Nhân sư quý phái với thông thái hả? Hả? Ai thông thái? Bây giờ quý phái cũng không có thông thái, cũng không có luôn. Không có nét đó luôn. Đây không phải là hai người mà chị em Lọ Lem chờ đợi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Yên tâm, chúng tôi còn một câu chuyện cổ tích nữa. Và em thất vọng hoàn toàn ạ. Mời đứng sang một bên đi, nhân sư hai đầu. Tốn công tập thật chứ. Nói là hát hip hop tiếng Việt là được rồi. Cũng anh ra ý tưởng. Mày đặt hip hop tiếng Anh. Mày đặt hip hop never die đồ. Yêu em never sai đồ. Hai cái đầu không bằng một cái đầu của người ta. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục câu chuyện của tuần này. Chuyện của tích kỳ này sẽ là ai đây? Thế giới cổ tích. Wow wow wow, kỳ này sẽ chào đón Aladdin và cây đèn thần. Wow, một tấm rẻ lau nhà thật là đẹp. Cái này là đang đi lau nhà đúng không? Đang đẩy từ từ. Ủa, mình bị dẹp cuộc sống hả?
Ủa tôi giới thiệu là Aladdin là cây thần thần mà sao ra với cái tấm lau nhà vậy? Không có đâu. Hi, Aladdin. Aladdin đang thảm nhiều quá. Aladdin. And đây là tấm thảm mà. Aladdin mà tấm thảm thần kỳ. Trời, tưởng đang phơi khô không á. Thưa quý vị, Aladdin đã sai. Vì sao? Đây, trong phim là Aladdin phải ngồi trên tấm thảm. Yes, là như vậy nè mọi người ơi. Rồi bay đi. Bay đi. Ủa sao bay không nổi vậy? Chắc đem cái vẽ lau nhà hay gì á mọi người ơi, xin lỗi mọi người. Lau cái giùm cái sàn đi. Ta không phải là một tấm thảm bình thường. Ta là tấm thảm thần kỳ. Ủa cái thảm thần kỳ làm được cái gì? Ta biết nói. Ta biết nói. Đi ngoài chưa biết nói còn làm được cái gì? Ta chơi game ăn gian dữ lắm. Không, ta biết bay. Bay đâu? Bay hả? Bay thử đi. Nãy giờ ta đã bay rồi đó mà không thấy sao? Ta bay rất là đẹp. Aladdin thân mến, ngày nay có hai cô gái, chị em nhà lò lem đang chờ đợi Aladdin. Hãy chọn một cô áo màu xanh nhạt hay là xanh đậm. Wow. Cho em tí nhạc đi ạ. À. Đúng rồi. Hát tặng hoàng tử. Đúng rồi, đúng rồi. À, muốn hát tặng hoàng tử hả? Dạ. Yeah. Xin mời. Như vậy là hoàng tử đã chọn cô gái màu xanh nhạt. Xin cảm ơn. Chưa dạ, em mới còn hát là được cô ảnh rồi. À, dạ. cô hát luôn hả? Dạ, cô có thể nào đừng hát không? Chứ cô hát là ổng chọn nhân sư hai đầu luôn á. Có hát không? Hát luôn đi. Phải hát luôn. Dạ, nhưng mà cái bài hát ủa như xong rồi thì em mới có thể hát được. Đúng rồi. Mang mung là những nỗi buồn cùng nỗi đau bay đi xa. Đây có phải là một bài... rapper một... nổi tiếng không? Oh yeah, hip hop never die. Oh no. Yeah, ok. Ok, anh đây. Ôi hoàng tử ơi, xin hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Là hát xong á hả? Dạ. Tôi thấy hai bà trúng lời nguyền, hai bà này không. Có đó gọi là hát rồi hả cô gái? Bất dạ. Tụi em hát xong rồi. Đúng rồi, chọn đi. Quý hình ảnh công chúa thật. Đúng ra hai ngành công chúa này phải hai anh em mình đóng mới đúng. Xin mời thể hiện. Tự nhiên thể hiện đi. Xin mời thể hiện đâu đi. Không có đồ. Không được. Ta không cho hoàng tử của ta chọn gì cả. Đúng. Bởi vì sao? Bởi vì một mình hoàng tử là đã quá nặng rồi. Bây giờ hoàng tử chọn thêm người. Rồi hai người đu lên người ta làm sao ta chịu nổi. Thưa quý vị, đúng như người ta thường nói, chuyện cổ tích là những câu chuyện không có thật. Những nhân vật này mà có thật thì cuộc sống sao chịu nổi. Bây giờ chúng ta cũng đã đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, có hai đội chơi, đó là đội chủ nhà gồm có Harry Won, Lâm Vi Dạ và Mạc Văn Khoa. Đội khách là có Khải Như, Phát La và ST Sơn Thạch. Thì ngày hôm nay các bạn hãy chọn ra một người cùng đồng hành với mình trong suốt chặng đường kỳ tài thi đấu ngày hôm nay. Thôi thì em chọn tấm thảm của em chứ bây giờ ai cưỡi được tấm thảm của em nữa bây giờ. Tấm thảm. Ra đây quay vòng cho mọi người. Hai lưng. Đây. Cho tôi hỏi đây là cái. Để tôi coi bà làm được bao lâu. Hoàng tử hãy cứu ta. Hoàng tử. Hoàng tử. Không có nào, một cái năng lượng nào. Bà bay không được. Không phải là vì tụi tôi nặng mà do cái bụng của bà nè. Thôi đừng trù dập tấm thảm của ta nữa. Như vậy là ST đã chọn Lâm Vi Dạ là bạn đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Thế thì Khải Như và Phát La sẽ chọn ai đây? Thật sự ta bị lay động bởi vẻ đẹp của nàng công chúa áo xanh này. Nhưng đi, ta đã lỡ bị chính lời thề. Con nhân sư này. Ê, chúa mà dính rồi. Vậy đó. Lỡ dính rồi. Như vậy là Khải Như, Mạc Văn Khoa và Phát La với Harry Won. Thưa quý vị, chúng ta đến với game đầu tiên. Một trò chơi vui nhộn, dễ thương của chương trình kỳ tài thách đấu. Wow. Thưa quý vị thân mến,
Bây giờ là một trò chơi hài hước vui nhộn dễ thương. Ba cặp tự chơi với nhau, người được ăn và người đút, đơn giản vậy thôi. Cặp nào chơi đầu tiên? Rồi. Mình đã ưu tiên khách mời đi anh. Cặp nào cũng có khách mời và có chủ nhà. Dạ. Dạ với AT chơi đầu tiên. Dạ với AT chơi đầu tiên. À chị dạ đó. Chị dạ. Dạ đúng. Em mập rồi. Em mập rồi. Nên em đút. Đút thì mời đeo. Dạ. Đeo vào mắt. Hả? Đeo vào mắt. Chỉ có một cái lỗ nhỏ để nhìn thấy đường đút thôi. Đó, thấy không? Anh ơi không thấy. Không thấy mình che luôn cái lỗ nhỏ này đi anh. Sao vậy? Để tức quá. Có nhìn được gì đâu. Rồi, ST đứng đây. Nhiệm vụ của ST là hả miệng và nhai nuốt không nhúc nhích. Thấy thấy bạn ST không? Không thấy anh ơi, khó quá anh ơi. Thấy không? Không có thấy được anh ơi. Khác chưa nào? Nhỏ lắm. Nhỏ mới chơi chứ. Rồi, mời đúc. Mì ý bà bầm. Chị thèm hả? Không. Chị đang giảm cân. Vô. Ủa có được không? Có được giúp không? Không. Lo ạ. Mình phải trộn thịt bò lên cho nó đều với mì. Đứng dáng kỳ vậy. Lo ạ. Không được nhúc nhích đó. Mì ý là phải đút nhiều mới ngon nha. Công nhận chưa vô cái nào nha. Nhìn đi. Ờ, lúc mà ấy mày. Bài bài nhìn trong đây. Có ăn gian là cái. Chị ấy luôn, đấy đấy, nhìn thấy cái gì không? Rồi, cắm vào. Xoắn nào. Chị phải xoắn sâu vậy. Ừ, đúng rồi chị, đúng rồi. Đấy. Rồi, rồi đi kiếm cái miệng nào. Vào đâu đút vô cái miệng nha. À, không có cái gì hết, không có cái gì hết. Em muốn có đúng không? Đúng. Chị hãy mạnh mẽ lên đi. Rồi vậy mới vô đó. Rồi, cặp tiếp theo ai ăn? Em đã biến thành hạt đậu rồi, không ai thấy em nữa. Em biến thành củ đậu. Em biến thành củ đậu. Ta sẽ biến người đi hái đậu. Biến thành người đi hái đậu. Hái đậu rồi. Ok, giờ tới mèo với Mạc Văn Khoa. Thưa quý vị, Mạc Văn Khoa hơi ốm yếu, gầy gò xanh xao. Nên Khả Như sẽ là người đốt cho Mạc Văn Khoa. Dạ. Thấy không, thấy không? Chị nhìn xa trông rộng nha. Thấy em không? Em đâu rồi? Thấy không? Em phải đứng im. Em đang há mồm nè. Thấy rồi, thấy cái miệng em rồi. Thấy không? Rồi. Sao chị lại bốc vào cái mồm thế? Đây, đây. Bốc. Đây. Đây, 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 đây. Ê, ngược, ngược, ngược. Trông đều bò vô. Như trộn như là thấy đường vậy ha. Trộn như đúng rồi á. Có lỗ mà. Xoáy, đó, xoáy. Miếng nhỏ nhỏ thôi, mồm em bé lắm. Mồm em bé lắm. Nào thấy em không, thấy em không? Thấy không? Không được nhúc nhích đó. Rau 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 giống như cái nhân vật ở trong phim Thứ Bỉ Dùng Cà Đi Bê á. Quá đâu rồi. Chị không thấy em. Đây đây dẹp. Tới chưa? Mời cặp còn lại.
Rồi, mời Đúc. Trời ơi, sao ăn bún bò quế vậy? Chị Ri ơi, cái này tôm bún bò quế nha chị Ri. Em ăn chay nha, chị lấy mì thôi nha. Em muốn ăn thịt ta. Dạ. Hết dĩa nha. Hết một dĩa luôn. Hết một dĩa tuyệt vời, Harry tuyệt. Rồi. Rồi đứng yên nè. Cái miếng này chỉ có sai miệng ly 45 mới vừa thôi. Thấy không, thấy không? Không thấy thì đút lại đi em ơi. Ừ. Lên xíu, lên xíu, lên xíu. Lên nữa, lên nữa. Lên nữa. Mẹ. Hay lắm chị. Rồi, đứng xin nha. Ủa, Phát là hay quá. Phát hay quá em ơi. Em sinh ra để ăn mì đấy. Nào. Chỉ còn 2 muỗng nữa thôi. Tính ra thấy chị Ri thương Phát quá ha. Chọn cắt đói. Rồi, ăn thêm nè. Thương thương. Nào, tiếp nào. Thôi được rồi. Ăn quá à. Được rồi, cảm ơn Harry Won. Cảm ơn Phát Lan. Trời chỗ... ơi. Cái gì vậy? Ủa sao nó dính tùm lum vậy em? Em rút chứ sao? Ủa. Rồi, đổi rồi, chịu em rút rồi. Thôi rút. Chị rút rồi, ăn chưa ăn rút rút nữa. Nói nhanh nhanh chứ, chương trình nói nhanh chứ. Thưa quý vị, bây giờ tạm thời chúng ta giờ cái này để chúng ta chơi một cái trò chơi khác nó nhẹ nhàng hơn. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi gọi là phản ứng nhanh nhạy. Đơn giản nhẹ nhàng thôi. Đội nào thắng thì không sao, thua bị phạt. Dạ. Yeah. Yeah. Chúng ta có chủ đề là cái gì nghe không kịp. Thắng thì không sao, thua bị phạt hả? Ủa vậy thắng có quyền lợi gì? Thắng không bị phạt. Vậy thôi đó hả? Đó là thôi để thắng để không bị sao. Thắng thì không sao, thua bị phạt. Thì cái trò chơi này có chủ đề là cây hoa và lá. Cây hoa và lá. Ví dụ, chúng ta đang ví dụ là cây hoa lá. Còn chủ đề thật lát báo sau. Bởi vì giờ báo các bạn có quyền suy nghĩ rồi, có thời gian suy nghĩ rồi. Ví dụ, chủ đề cây hoa và lá, trường gia sẽ chỉ ST cây. ST phải nói ra cái tên cây đó. Ví dụ như là cây gì đó. Cỏ. Cây dừa. Nói một chữ thôi. Hả? Cây vàng. Tất cả đều phải có nghĩa nha. Nhớ. Ví dụ như chỉ cây vàng có nghĩa hoa hẹ. Hoa lá hẹ. Hoa bông hẹ. À, hoa hẹ cũng được. Hẹ. Lá. Thua rồi. Lá là có lá gì? Lá là em nhớ luôn. Lá sầu riêng. Đó. Ừ đấy. Một chữ rồi hả anh? Bây giờ chúng ta đổi chủ đề. Chủ đề gì anh? Chủ đề màu. Màu. Ừ. Sẽ có hai màu. Màu nóng, màu lạnh. Không. Trên bờ và dưới nước. Từ từ, cứ bình tĩnh, đừng có gấp. Sẽ có hai màu trên bờ và dưới nước. Ha. Chúng ta sẽ chọn cái màu là chuyên gia sẽ nói màu. Và các bạn sẽ nói ở trên bờ có hoặc là dưới nước có. Chưa hiểu đề kìa mà. Hiểu chưa? Mình biết cái màu gì ở trên và dưới đều có luôn á. Quy định tiếp theo. À. Thú. Con vật. Con vật màu đỏ trên bờ. Không hiểu. Dạ, em chưa hiểu cái đề. Cái con vật nào màu đỏ? Không hiểu. Hả? Ừ, con nào màu đỏ mà trên bờ? À rồi, ok. Rồi, chúng ta chơi lại. Chúng ta chơi lại chim cá thú. Vậy là đúng là cái đề hồi nãy hay đề mới? Đề cũ. Ok anh. Chim. Thế. Ừ. Cá. Cá voi. Cá voi mà. Nhưng mà quy định là một chữ sau thôi. Voi. Em sợ anh quên em nói thêm nên sợ không có hiểu nghĩa. Chim. Ao. Yeah. ST. Rồi. Anh kỳ quá à. Anh à, đâu có được hỏi một người hai câu vậy. Được chứ. Anh được chị. Không quá anh vậy chị anh được ơi. Mà. Thôi, rồi hai đội bị phạt. Xin mời. Chị ơi. Mình là đội thắng ngồi đó chơi. Hai đội phạt. Harry, các bạn đây. Rồi. Khả Như không dám đụng luôn á. Rồi. Chúng tôi quy định hai đội các bạn, đội nào trụ lâu hơn đội đó thắng. Chúng tôi muốn hai bạn chỉ có một người trên mặt đất, tùy chọn vị trí trên dưới. Em cảm thấy may mắn khi không chơi trò chơi này. Là sao? Chỉ mình Khoa là chạm đất. Như trên Khoa, bên đây cũng vậy.
tùy theo chọn, ai trên ở dưới tùy. Chị nặng hơn. Chị nặng hơn. Chị nặng hơn thì chị ở dưới. Sao em muốn sao? Bây giờ em Khoa phải ngồi, còn người ở trên Khoa không biết làm gì tôi không cần biết. Ngồi đi, ngồi đi. Người ở trên không được chạm đất. Ngồi đi, ngồi đi. Nhưng mà cái này ảnh có đánh em không? Ảnh có đánh em không? Đúng không? Ừ. Công việc đúng không? Ừ đúng rồi, công việc chứ. Sợ, làm như sợ, sợ hãi gì. Sẵn sàng chưa? Ừ, sẵn sàng, yeah, em sẵn sàng. Ngồi, ngồi, người dưới là ngồi. Mấy ngồi hả? Người dưới là ngồi. Ngồi khó chị. Khó. Ngửa trên đứng. Để mà, chị đi ngồi ngược lại. Đứng hả? Ờ, ngửa trên đứng. Phải đứng hả? Đúng vậy. Mày em bùi thịt không á? Đội nào chịu luôn hết rồi nó thắng. Nhanh. Trời ơi, em đứng. Đứng, ngửa trên đứng. Ngửa trên đứng. Đứng hả? Rồi. Đó. Thảo luận em muốn chết luôn rồi anh, em muốn chết luôn rồi anh. Ba giây. Đằng sau đây, đằng sau đây. Ba. Hai. Lên chị lên. Đứng, đứng, đứng. Đây. Giữ chân chị đi, giữ chân chị đi, để cầm anh em. Ừ. Bắp chuối em á chị. Bắp chuối em á chị. Chị đừng có cười nữa, còn rung 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 rung. Khoa hát bài nghe chơi. Vì sao tôi nhớ em thế này? Có đớn đau nào, có đớn đau nào bằng em vội vàng ra đi. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Bó khăn không? Bó khăn không? Bó khát được không? Thôi nói Khoa hát bài nào nhanh nhanh đi chứ phát nó chết trong chết. Sợ người ta không yêu thương em. Sợ người ta không yêu thương em. Anh biết phải làm sao? Anh biết phải làm sao. Đừng có đổi. Đừng có đổi chỗ. Chị nó đang đau một chỗ, chị đừng có đổi. Nếu một ngày người em yêu vội bạc. Nếu đây, chưa nha, như vậy là hiện tại là thời gian trôi qua rất nhiều. Chưa nha. Chúng ta sẽ có một phần tiếp theo dành cho những ngựa trên. Bởi vì ngựa dưới người ta đã cực nhiều rồi. Ngựa dưới người ta cực nhiều rồi, không bắt người ta làm gì thêm nữa. Ngựa trên phải nhún nhảy theo điệu nhạc sau đây. Xin mời âm nhạc. Mời trên nhún nhảy theo điệu nhạc sau. Nhún nha. Lên. Lên luôn chị đi ơi. Lên nóc nhà làm nắng con nhà. Rồi, như vậy là Phát La chịu không nổi nữa, Phát La xin dừng cuộc chơi. Người ta dừng rồi sao không xuống? Em ơi, ok không? Em thua sao không? Hay là vì danh dự, vì sự diện của em muốn chơi tiếp? Chị bớt nhảy đi, để tôi tiếp được. Chị nhúng quá. Mà còn đổi chỗ nữa chứ, đau một chỗ chị nhúng. Rồi. Người ta đứng ngay cái đầu này không đau, chị đứng ngay đây nè. Rồi, giờ sửa lại ha. Cho sửa được không anh? Sửa đi. Cho sửa đi. Sửa đi. Chị đổi cho. Chị từ từ. Chị đổi, chị phải báo lên trước. Mà Harry, anh chỉ cho này. Khi mình di chuyển trên người cơ thể người bạn mình á, là mình đi bằng cái gót, gót đỡ đau hơn nha. Không. Bỏ đi. Chị đổi đi nè, đổi đi. Đổi nha. 2, 3. Wow. Thôi bước lên lưng đi.
cho đỡ đau. À ok không? À ừ, được không? Cái này đây nhà 2 3. Cái này đây nhà 2 3. Trời trời, thần kim quy, thần kim quy ở đây, thần kim quy ở đây. Rồi dừng chơi, dừng chơi. Này là cái chỗ chị nhúng nè. Đâu? Cái đùi không phải đâu, trong đó cái đùi nào? Giơ đùi đi phía trước nào. Đâu, đùi em đâu gì, đùi em nó đen nó đâu thấy rõ nè. Thưa quý vị, tất cả niềm vui chúng tôi mang đến chỉ có trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, 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 wow. Thưa quý vị thân mến, quý vị đã quay trở lại với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Bây giờ là một cái phần không thể thiếu. Hạnh phúc là gì? Chuỗi kịch mà chúng tôi mang đến là những kịch buồn, có cảm xúc và lắng động để quý vị theo dõi và nhìn nhận về cái vấn đề chúng tôi nêu ra, xem vấn đề đó nó là như thế nào, cảm xúc ra sao. Và quý vị có quyền đặt tên cho cái vở kịch đó và gửi về cho chương trình của chúng tôi. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ nhờ một vài anh chị em ở đây để cùng tham gia vào tiết mục này. Quý vị đã đến với Hạnh Phúc Là Gì của Kỳ Tài Thách Đấu. Hey, con về đây ba. Ba cơm nước gì chưa? Đói gì đâu mà cơm nước. Sao lại không đói? Là con người thì phải có no có đói chứ mà. Để con vào con coi cơm nước làm sao coi. Thôi 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 thôi. Con đã dặn ba nhà là phải ăn uống đúng giờ đúng giấc. Sao hò ba? Già rồi, ngủ cũng ít mà ăn cũng ít. Ngủ ít thì ba phải ăn bù vào để cho nó có sức khỏe chứ. Chứ ba cứ như thế này làm sao con chịu nổi ba. Ba phải mặt nó vui vẻ lên, tươi tỉnh lên. Chứ lúc nào ba cũng khó quá. Khó đâu khó, tại nó mệt trong người thôi con. Con thì công việc nó bận quá, không có ở nhà thường xuyên được. Cho nên là con tính thế này. Con thuê cho ba một người giúp việc nha. Thôi, nhà có gì đâu mà giúp việc. Lại thôi, bây giờ ba càng ngày càng lớn tuổi rồi. Ba không có làm gì đâu mà giúp. Ba mặc cái nào ba giặt cái đó, ăn cái nào rửa cái đó, nấu cái nào nấu cái đó thôi chứ. Ba cho con quyết định một lần đi ba nha. Rồi 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 rồi. Thế ba nha. Con lo đi nha. Dạ dạ. Con muốn làm nhưng làm chứ cũng chẳng cần nó giúp việc. Cái nhà có chuyện gì đâu giúp việc. Giúp việc ba ơi, có người nhà mới ba con yên tâm được chứ. Cho tôi hỏi thăm, này phải nhà chú Khoa không ạ? Ủa? Đây đây đây, nhà con đây coi. À dạ dạ dạ. Đây, tôi. Ủa? Con chào cô. Dạ, tôi nè chú Khoa. Út Thơm tới làm giúp việc cho gia đình chú á. À, dạ dạ. Thằng Tuấn nó giới thiệu cô đúng không? Dạ dạ đúng rồi, Tuấn là bà con xa với tôi. Đây là cô uống nước nha. Dạ cho tôi xin miếng nước thì bị ta nói đi nắng nên nóng nó khát nước dữ quá trời. Cậu uống miếng nước đi con. Dạ dạ tôi xin phép cậu. Dạ dạ. Bữa nay gặp cô là con mới thấy Tuấn nó nói đúng ấy, nó nói là cô là hiền lành, phúc hậu, thật thà mà chịu khó nữa. Ba con có được cô thì tốt quá. Thế thôi thì công việc nó cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà ba con thì tính khó quá ủa. À khó lắm. Khó lắm. Giống như là quét nhà đấy. Cô cứ nghĩ quét sạch là được. Nhưng không. Ba con không cho quét nhà sạch quá. Nó phải còn một ít bụi. Dạ đúng rồi. Người lớn tuổi người ta hay vậy, bị gì người ta đi yếu đó. Thí dụ mà nhà trơn bóng quá là đi dễ té.
nó phải nhám nhám chút xíu vậy mà đi nó chắc cái giò. Thì đấy, bữa nào mà tôi lỡ mà tôi quét sạch quá, tôi sẽ ra ngoài tôi hốt một miếng bụi tôi quăng vô cho nó nhám lại. Trời ơi, tôi biết mà. Nói chung là tùy cơ ứng biến đấy. Dạ, bị tôi biết cái đồng tiền ai kiếm cũng cực khổ hết. À, giống như là cậu mướn tôi, cậu đi làm cực khổ, cậu mới có tiền cậu trả tôi đúng không? Mỗi người một công một việc, miễn sao mình làm hết sức với cái công việc ấy là được đúng không cô? Dạ dạ. Như vậy thì con yên tâm rồi. Nói chung là cũng khó vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng ba con dễ tính lắm. Dạ. Dạ thế thôi. Chắc là con chạy ra ngoài có công việc xíu. Dạ, thì bây giờ cô cứ làm việc của cô đi nha. Dạ dạ. Xíu về rồi lương lậu sao tính sau nha. Rồi thuốc men ông uống làm sao mà cậu mà chỉ tôi để tôi lấy cho ông uống cho đúng bữa. Nhớ nhắc con mới nhớ, nãy con đi mua thuốc cho ba con mà quên toa. À dạ dạ dạ. Tôi chết để con ta chạy ra ngoài con lấy cái toa nha. Dạ dạ. Trời ơi quên toa thuốc con trời. Trời ơi đi từ từ coi chừng té nha cậu ơi. Chào ông, tôi là giúp việc mới, cậu Khoa, cậu mới mướn tôi. Dạ. Chào chị. Dạ, ông uống miếng nước nha, tôi rót ông miếng nước uống. Dạ. Rồi bà chị ở nhà ở đâu? Tôi ở dưới Rạch Giá. Rạch Giá hả? Dạ. Dạ. Rạch Giá là cái chỗ người ta hay chọc lắm. Dạ. Người ta nói chỗ Rạch Giá là dân Rạch Giá rảnh. Ủa sao vậy ông? Bị gì dạch xong giá lại. À, ông vui tính quá ha. Vui mới chống nhau, vui chết bà rồi. Dạ. Cho tôi hỏi bà đâu rồi ông? Bà vợ tôi hả? Dạ. Bà mất lâu rồi. Sao bà mất vậy ông? Lúc bà đẻ đứa con xong con còn nhỏ bà mất luôn. Bà mất rồi hai cha con mới buồn quá mới bồng con lên Cần Thơ đấy. Chưa chưa ở Rạch Sỏi mà kế bên Rạch Giá đó. Cho tôi hỏi. Cái gì? Ông ông có phải là ông Chính không? Thì ở đây vòng quanh đây ta kêu tôi Chính, mà kêu Chính Ba Gai, bị làm gì người ta cũng không ưa kêu Chính Ba Gai. Rồi chị là thằng con trai tôi nó mướn chị về đó hả? Út Thơm này ông còn nhớ? Tôi xin lỗi, tôi nghĩ là chắc ông cũng không muốn nhớ tôi đâu. Cũng mấy chục năm rồi, nhớ làm chi. Bà thông cảm cho tôi. Ngày xưa tôi chưa bao giờ muốn bỏ bà đi. Nhưng mà biết ba má tôi khó. Ba má tôi sắp xếp như thế nào là tôi phải nghe theo. Ba má tôi kêu tôi về lấy má của thằng Khoa. Tôi cắn răng tôi về tôi lấy. Chứ thực ra có yêu thương gì đâu. Rồi lúc má nó chết tôi đi kiếm bà. Tôi về thì người ta nói bà bỏ đi biệt xứ.
là chắc tôi sẽ không làm ở đây đâu. Có gì ông lựa lời, ông nói với cậu Khoa giùm tôi. Tôi xin phép ông tôi đi về. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi xin phép. Bà Út, bà biết bước lên xe bông chưa? Trời cái gì ngon cái gì? Ý tôi nói là tôi cũng xin lỗi bà vì tôi mà số phận bà nó lên đến có bây giờ vậy. Vợ tôi cũng chết lâu rồi. Ông mà tới gần tôi tán ông liền. Chứ ông làm cái gì vậy? Đứng lên rót nước mà bảo. Cái ly này ông mới uống mà. Lâu rồi chứ uống chung, hồi xưa uống chung ngoài có sao đâu. Hồi xưa khác, bây giờ khác. Bà không uống, tôi uống. Khác, mới uống chung ly là có bầu đó. Má bà cũng lạc hậu ha. Rồi cuối cùng đâu có mời ly nước nào đâu. Uống không? Uống. Bà tới đây làm gì? Người ở. Tự rót đi. Cái gì vậy? Tới làm người ở chứ không phải làm má tôi đâu. Trời ơi trời. Thiệt có tự nhiên tới đây được thôi lại biết bao nhiêu kỷ niệm đau buồn. Đáng lẽ ông á nghe, ông là phải đền bù cho tôi á. Thôi bây giờ vậy. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Về đây ở với tôi. Ý ông là ta là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu.
Thôi đi, thôi đi. Thôi, không ổn đâu ông ơi. Bây giờ già cả hết rồi, phải không? Ngày xưa cũng có dính líu chút xíu. Lỡ có gì mệt lắm, người ta dị nghị tôi cũng không muốn. Dị nghị cái gì? Giờ bà về tôi làm một cái đám cưới rình rang với bà cho sớm thì biết mặt cái dị nghị gì. Ông có điên không? Hồi đó sao không cưới tôi đi? Đi cưới người ta, rồi bây giờ đòi cưới tôi. Hồi đó là ba má tôi ép tôi. Ủa? Bây giờ ai là ép được tôi nữa? Bây giờ ba má ông còn đâu mà ép. Thì đó, bây giờ tôi quyết định hết. Quyết định gì? Tôi phải lấy bà. Ôi trời, tôi có nghe là ông vậy. Ba nói cái gì vậy? Dạ cậu Khoa, tôi xin lỗi cậu. Tôi trời ơi, con có phải ba mới nói là tôi muốn lấy bà là sao? Cậu hiểu lầm rồi, thật ra là ông... Từ em để đó anh lo. Trời ơi trời, là sao ba? Trời ơi, đây là tình yêu duy nhất trong cuộc đời của ba. Không có đâu cậu ơi, ông mà nói sẵn đó cậu. Ba làm gì trong nhà này vậy? Tôi người ở mà. Người ở đâu được lên tiếng. Ba con mình sống với nhau bao nhiêu lâu nay rồi tự nhiên lòi ra bà này là sao? Đây, bà coi đi. Đây là hình ba với lại dì của con ngày xưa. Ba còn vẫn giữ tới giờ này là vì tình yêu. Còn với má con là tình nghĩa. Vì ông bà nội muốn ba vậy nên ba làm như vậy để đáp đền lại chữ hiếu. Ba nói như vậy, ba không thấy nhục với mẹ con hả? Vậy là bao nhiêu năm nay ba sống với mẹ con chỉ là thương hại hả? Rồi ba coi con là cái gì? Ba không yêu mẹ con rồi ba đẻ con ra, ba có thương con không? Ba thương con. Còn cô nữa, có phải là cô cố tình tới đây xin giúp việc đúng không? Không có đâu cậu ơi. Không có không gì hết. Vậy mà thằng Tuấn nó nói là cô cái gì thật thà, cái gì mà phúc hậu. Tôi kêu tôi tới đây để giặt quần áo cho ba tôi. Cô tới đây muốn cởi quần áo ba tôi luôn hả? Ai? Chứ còn gì nữa ba? Mày nói gì vậy? Chứ sao nữa ba? Này mày mất dạy với tao được. Mày mất dạy với người phụ nữ tao ghét mày như mày. Thôi. Tôi thấy cái sự xuất hiện của tôi làm gia đình xào xáo quá. Thôi tôi xin phép tôi đi nha. Cô đứng đó. Bà, từ khi ba sinh con ra chưa bao giờ ba đánh con, mà hôm nay vì người phụ nữ này ba đánh con sao ba? Ông Chính ơi, tôi thấy vậy nè ông Chính. Tôi với ông dù gì nó cũng mấy chục năm rồi. Mình lớn rồi ông. Mình sống vì hạnh phúc của con đi. Sống vì con đi ông. Coi như là cái tình cảm ngày xưa của hai đứa mình, mình cất đi. Con có bao giờ hiểu hạnh phúc là gì không Khoa? Cả cuộc đời này, khi còn trẻ, ba đã sống cho ông bà nội. Khi lấy má con, ba sống cho má con. Rồi khi sinh con ra thì ba phải sống cho con chứ. Ba đã sống cho con và cả gia đình này. Bây giờ ba già, gần đất xa trời, không biết ngày nào ba chết. Chẳng lẽ một cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng này mà con tiếc với ba cho con? Nhận ba có thể tớ đến người một người phụ nữ khác,
nhưng con không thể chấp nhận ba tới với người yêu cũ của ba được. Một người đàn bà mà bao nhiêu năm qua ba sống với mẹ con, ba chỉ nhớ tới người đó thôi sao ba? Con không muốn ở đây nữa đâu. Ở đây một hồi con sợ con sẽ hỗn với ba đó. Làm cái gì vậy ông chứ? Với ông cũng mấy chục năm rồi, đừng có vì cái hạnh phúc riêng của mình mà để cho con cái nó đau khổ như vậy. Lỗi tại tôi, tại tôi đến đây để gây cái chuyện không vui cho gia đình ông. Tôi sẽ chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc cho ông đâu chứ. Tôi cảm ơn ông là lúc nào cũng nhớ đến tôi. Nhưng tôi và ông sẽ không bao giờ đến với nhau được đâu. Thôi tôi đi. Tôi đi nghe chính ơi. Trong cuộc sống này mỗi người đều ở vị trí của nhau mà suy nghĩ thì hay biết mấy. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là một cuộc nhẹ nhàng cũng có chút tình cảm cảm xúc gửi đến quý vị. Ở lứa tuổi nào cũng cần có tình yêu hết trơn thưa quý vị, miễn sao mình yêu không có vượt qua cái đạo lý luân thường là được. Hồi nãy em nhìn cái kịch này mà em tự tưởng tượng là nếu như sau này có gì đó em gặp mối tình đầu hay gì đó thì lúc đó em sẽ như thế nào. Và lúc đó mối tình là cũng không có quen ai hết rồi sống độc thân tới giờ thì em nói thiệt là không vui lắm. Không vui lắm. Có những cái mối tình nó trải qua rất là lâu rồi, nhưng mà cho đến khi ai đó chợt nhắc lại hay chợt gặp lại cái người đó thì cái nỗi đau giống như ngày hôm qua. Ta nói là năm 18 tuổi á, thì thất tình cảm giác như thế nào thì cho đến năm 60 tuổi cảm giác thất tình cũng y chang như vậy. Trời, con bé nó trâu chắc. Em thấy cũng tùy người, như em gặp lại tình cũ em cũng bình thường mà. Ví dụ như trong cái này là tình yêu rất đẹp nha, nhưng mà cái kiểu mà tình yêu đẻ ra nặng mụn thì không có kỷ niệm gì đâu chị. Chắc là vậy. Em thích nhất là cái câu kết của anh. Khi mà mình biết đặt mình vào vị trí của người khác á, thì là sẽ làm cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Và mỗi người đều có những cái hạnh phúc riêng của mình. Riêng em thì em sẽ theo đuổi cái hạnh phúc của em. Thưa quý vị, một cái phần kịch lắng động nhẹ nhàng mang lại cho quý vị ít nhiều cảm xúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Bây giờ là phần tiếp theo của chương trình.
Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Ngay bây giờ là trò chơi vận động. Chúng ta dùng sức, dùng trí thông minh, dùng sự mưu mẹo, không dùng lương lẹo. Cái đó còn nhẹ. Thủ đoạn. Đúng vậy. Trò thủ đoạn. Trò chơi này chúng ta chơi rất đơn giản. Hiện tại đang ở từng cặp với nhau. Thì chúng ta sẽ dùng một người bên trái dùng tay trái và người bên phải dùng tay phải, kết hợp thành một đôi tay sẽ nhảy dây. Wow. 10 vòng. Có xíu nhảy chị, xíu nhảy. Sau đó chúng ta di chuyển mỗi lần là hai quả bóng, tay trái của người bên trái và tay phải của người bên phải bắt đầu di chuyển. Di chuyển về đích đến. Và sau đó không được vượt quá vạch mức chúng tôi đã quy định bên dưới và dùng tay đẩy bóng. Hai, hai. Là chiến thắng. Wow. Rất đơn giản. Thời gian quy định cho mỗi cặp để hoàn thành cái trò chơi này là 2 phút. Bây giờ cặp nào chơi trước? Lâm Vy Dạ. Gì vậy? Không có đâu. Lâm Vy Dạ sẽ là người chơi sau. Đúng. Quản tôi xì. Quản tôi xì. Quản đi, quản đi. Chị Như. Thôi thôi, chị chơi ngu lắm. Chị là người may mắn lắm. Em phục quá, chị ngu lắm. 1, 2, vô. Rồi, thua rồi, chơi đi. Em hối hận rồi đó. Sẵn sàng chưa nào? Dạ. Dạ rồi. 2 phút cho Harry Won và Phát La. Bắt đầu. 1, chưa được. 2, 3, đây chị. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, lại chị đó. Chị ơi, khó. Khó đó. Tại vì sao? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di chuyển không được cầm, đúng rồi. Cố lên, cố lên nào. Cố lên. Harry bắn cao quá. Ơi ơi ơi. Hai quả vừa rồi không tính. Sao vậy? Không được đứng qua mất. Qua mức quy định. Trời ơi. Phí 10 lần nhảy rồi. Đúng rồi. Chính xác. Tại 2, 3. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đứng trước mắt nha. Go. Hãy trân trọng những cú nhảy dây vừa rồi. Có chừng vặt nha. Điều luyện quá phát rồi. 2. Rồi. 2. Được, được, chừng 3, chừng 3. Cẩn thận nha. Tiếp tục, cố lên. Khó. Nhưng mà chơi cái này giống như là mình hứng cái gì á. Đi đi. 2. 1. Biết sao, càng về sao càng mệt, nhảy ra có nổi. 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Giỏi, giỏi. Trời ơi, chưa gì là thay đổi. Bóng về đẩy cao nha, bóng về đẩy cao. Đó. Có hại người ta mà, ác quá. Đi lên, ngồi lên cho. Cú hành ra. Chạy cái đá lên. Đúng rồi. Không tính, hai người phải cùng lúc. Ủa nhưng mà cái trái này được không? Không, cái đó không tính. Sao khó vậy? Cái gì cũng phải cùng lúc, đã là một cặp đôi phải chơi cùng nhau chứ. Thứ hai mà một. Hai. Mệt rồi đó. Hai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bóng đẩy cao, phải trên 30cm nha. Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Từ từ thôi, phát chờ chị Ari. Đi đi chờ phát, hai người chờ nhau, đập vào bảng nào. Đập, đập nữa vậy. Hay quá, hay quá, hay quá. Chết rồi, rồi, lại lại, tiếp, 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 tiếp. Cái đó không tính nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luôn. Cao nào? Cao nào? Cao nào? Tuy 2 là 1. Thở đều. Tuy 1 okay là 2. Ok rồi đấy. Cẩn thận. Nha. 2, 3. Chưa chưa.
Như vậy là sau 2 phút rồi Phát La và Harry Won đã hoàn tất và mang về được 7 quả bóng. Xin chúc mừng. Mời cặp tiếp theo, Cả Như, Mạnh Nhân Khoa. Cái này khó nhờ. Chậm trái thôi chị nha. Nhanh vậy cũng mệt lắm. Nào chị em mình tập phát nào. Tập nhá, em tập gì? 2, 3 1. Úi dồi, sao nó chưa lên đây? Hiểu quá. Tập hiểu quá. Nào 1, 2, 3. Ủa tại sao mình không làm luôn? Lỡ được thì sao? Tập gì bất công cho mệt trước vậy? Người ta bước qua cho mắt mới vòng vòng rồi phải sao? Bước qua. Ừ, bước qua rồi nhặt. Ờ đó. Rồi chơi chưa? Nhanh nha, 2, 3. Ủa chưa chơi hả? Vẫn tập. Rồi, nãy vừa ai nói chơi đâu? Chơi rồi, chơi rồi. Chơi chưa? Không tập nữa anh, tập mất sức quá. Rồi, 2 phút bắt đầu. Đội này chắc tới sáng không qua được khúc này. Nào. Nào, thứ 2 là 1 nào. 1. Ok, 2 là 1. 2 là 1. Thì vậy là phải thả. Bước qua nào. 2, 3. Cổ lên, cổ lên, cổ lên. Tính ra nãy 2 chị em em giỏi quá. Trời ơi, chết rồi. Cố lên, cố lên. Để cao lên nha. Nào. Trời ơi, làm cái gì vậy? Tập trung sức để nhảy thì đếm chi vậy? Em nhảy không có được. Đếm như này. Để dây phía sau. Hít vô thở đều. 3, 2, go. Thấy cái dây không Hà Ri? Thấy cái dây nó cứ kịch dùng thấy không? Dạ. Cái dây nó phải thẳng lắm chứ Hà Ri hồi nãy á. Không biết khi nào mình được lại tới cái rổ bóng. Thấy mệt chưa? Khoảng cách cũng đâu có xa mấy. Tay em để cao á, để tay em để thấp xíu cho nó bằng với chị ha. 4, 5, 6, cho anh nhảy tiếp được không anh? Mệt. Nào, nào, cố lên chị ơi. Nào. 1, 2, 3. Hai vừa nó bị cái gì á? Ôi thụng tay. Rồi bây giờ là riêng Khả Như với là Mạ Văn Khoa là không 3 vô. Lần, 3 lần phải được 10 cái. Không vô. 3 lần được 10 cái. 3 lần 10 cái, nhục quá vậy, nhục quá vậy. Thôi vẫn chơi gì nha, nào. Bốn cái rồi. Bốn, lần thứ nhất bốn. Sao có đứa như là ờ đúng rồi. Ủa hồi nãy không tính hả? Không. Không. Đề nghị mọi người chơi biết nghỉ dây nhanh. Bốn. Hai, ba. Năm, sáu, bảy, tám, chín. Sao không cố cái người gì? Một lần nữa là đủ. Hai, ba, go. Go, go, bóng, go, go. Cái nào vừa thế chứ không bay hết giờ. Họ chứ. Đứng cái gì mà téo que vậy không biết nữa. Rồi, đừng, đừng, đừng. Đừng. Tại sao cam gì vừa thôi. Ê. Rồi, hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Tại vì cái phần nhảy mình nó chiếm nhiều thời gian quá đó, thông cảm. Chứ anh đâu có ác ý gì đâu. Trời ơi. Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy vô cảm anh ạ. Nè các bạn á, các bạn chưa hiểu được gì về thể thao, hãy coi hai người mà hiểu nhất về thể thao nè, Lâm Vy Dạ và ST Sơn Thạch. Thưa quý vị, chúng tôi thấy bà Văn Khoa mệt, rất là mệt, mệt thật, không phải là vì nhảy em được mà vì wow với đứa kế bên nên là mệt hả? Em mệt vì khúc hết giờ anh. Rồi hết giờ, hết giờ, hết giờ. Rồi hết giờ đúng lúc quá. Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ thấy được kiện tướng về thể thao. 2 phút dành cho cặp đôi thần thánh bắt đầu. Cố lên, cố lên. Ủa, năm không được. Cái dây phải căng lên nào, dây 2, vô. Khoan xí. Nào, cặp đôi thể thao nào. Trời ơi. Đấy, có ban huấn luyện ở ngoài mà. Trời, dạ có sức hút ghê ha, hai người đàn ông cột dây dày luôn. Đâu, hai đứa con có hiểu. 2, 3. Nào, cặp đôi thể thao. Trời ơi. Lấy dây xanh này, nào. Để con lấy dây.
dây xanh nó thẳng. 2, vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mời vào. Cao lên nào. Cao lên nào. Qua đây này. Mất chưa, mất chưa? Chưa đâu. Mất kìa, mất kìa. Mất tới, mất lên tí. Rồi, 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 rồi. Trời ơi. Thầy một, em lấy rồi, bỏ rồi. Lôi, lôi. Thôi chừng mất nha. Rồi mình không được nổ luôn chị ạ, không được nghe tiếng nổ luôn. Wow, wow. Trời ơi, mới 9 à. 2, 3. Thấy à. Ủa quá à. Nhẹ mà hồi cái bị niễn, niễn, niễn quá nha người. Cái này á. 2, 3. Dạ tinh thần dữ quá ha. Dạ tinh thần dữ quá ha. Không, qua đây là mất mất dạ ơi. Hay quá. Trời, vỗ tay còn nổi, nhảy gì vậy? Trời đó mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi nhanh quá. Anh thầy nhanh quá, chậm lại xíu. Từ từ thôi. Thưa quý vị, thôi còn những giây cuối cùng cho lấy bóng luôn, lấy bóng luôn, lấy bóng luôn, nhanh 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 nào, nhanh nào, lên lên, hết giờ, hết giờ. Trời, anh thấy vậy quá, anh Giang nó vậy chết không thiệt rồi. Hết giờ thiệt, hết giờ thiệt. Nhưng mà đội chị nó còn được 1-2 tiếng nổ, đội em chưa tiếng nào tới đó hết giờ mới đâu chứ. Thưa quý vị, như vậy là sau 2 phút thì đội Lâm Vi Dạ và ST Sơn Thạch mang về 3 quả, vẫn thấp hơn Hadiwon. Đội Mạc Phong Khoa về chót nhưng vẫn được 1 điểm thưởng. Xin chúc mừng. Đội Lâm Vi Dạ và ST về nhì được 2 điểm thưởng. Xin chúc mừng. Và đội Phát La Hadiwon về nhất được 3 điểm thưởng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, trò chơi bây giờ là một trò chơi vận động để chúng ta mang về thể chất khỏe mạnh. Vì sao mạnh nhảy khó? Bởi vì hai người phải đồng điệu. Không, mà em cũng không biết chơi nhảy dây. Tính ra em với chị đồng điệu lắm á. Em chỉ chơi nhảy dây nên em không phối hợp được giúp. Còn nếu mà nhảy một mình thì ở đây chưa ai nhảy qua mà Nhân Khoa được hết. Các bạn không tin được. Mời xem. Wow, Khoa ơi, chị không ngờ luôn á. Em nhảy dây giỏi lắm. Nói em nhảy dây được một mình đâu. Không, có vẻ cái em hãy nhảy đó. Rồi chéo. Wow. Trên mời. Cho chị đừng giấu mình trời. Mình giỏi mình phải cho người ta biết. Đừng có giấu em. Thẳng lưng lên qua nha. Nhân tiện khán giả trên sóng truyền hình, xin lỗi em nha. Hãy cho chúng tôi một bản nhạc tay du ký. Sẵn sàng. Cảnh này là đường tăng nhảy lên ngựa đó. Đây nè, có ST nhảy mình nè. Em thấy nhảy dây. Kiểu xưa mọi người có chơi này không? Mọi người có tuổi thơ mọi người. Có được không vậy? Vô. Coi chừng, coi chừng cái dây nha. Mình vô mình nhảy được luôn á chị. Vỗ tay cho ST quá dữ dội. Hay quá. Phát La, nhảy thẳng thẳng chân nha. Nhảy thẳng chân nha. Hãnh diện nè. Thẳng giò nè. Giỏi quá Cục ơi, em ơi, hay quá bé ơi. Hay quá bé ơi. Bây giờ anh Giang là vô nhảy 2 vòng một lúc nè. Trời ơi. À, triple hả? Chắc không được đâu. Wow, biết nhảy đó.
người tua lại hình ảnh lúc nãy á, một số người sẽ không thấy. Biết nhảy đó. Hay quá à. Wow. Thưa quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi đã chơi vận động thoải mái. Không. Quá mệt. Mệt nha anh ơi, rất mệt. Thưa quý vị, tất cả niềm vui chúng tôi mang đến chỉ có trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow. Bây giờ là phần cuối của chương trình. Như vậy sau buổi tối ngày hôm nay thì Phát La được 3 lần quay, ST 2 lần quay và Khả Dư 1 lần quay. Yeah. Ở đây có nhiều ô, có 5 triệu, có 3 triệu, có 2 triệu, có 1 triệu, có giải thưởng, có nhân đôi, có chia đôi. Chúng ta quay vào ô nào thì lãnh ô đó. Và mỗi ô chỉ có giá trị 1 lần duy nhất mà thôi. Đầu tiên, phụ nữ, Khả Dư, mời. Trời ơi, 5 triệu đi chị ơi. Lady first. Em có muốn quay không? Không chị. Ok. Xin mời. Quay cùng chiều. Chị dạ nên né ra giùm em. Chúc may mắn. Chị là người tổ chức, chị đứng gì vậy mà. Cùng chiều kêu một. Cùng chiều là bên đây. Dạ, wow, dịp phải không ạ? Đây tới. 1, 2, 3. 5 triệu rồi. Tèo. Số gì đây, cơ ra con mấy con mẹ. Ôi trời. Trời ơi, chúc quà rồi. Chúng tôi sẽ giao quà cho bạn sau. Có nhiều quà. Chúc quà mặt chị buồn thế. Quà hay tặng hình bà già lắm, chị sợ lắm. ST 2 lần. Dạ, những cái quý là hổ đó. Quỳ nhìn những bên xe quỳ nhìn. Em mất đồ nhân đôi rồi còn có chia đôi à? Em bây giờ em cũng được có 3 triệu à. Trời ơi. Bây giờ 3 triệu, 6 triệu với lại 2 triệu nữa là 8 triệu. Vẫn còn cơ hội. Tính ra em thắng mà như thua đó. Ủa, em nhường cho lượm tiền lẻ vậy đó mà. Nhưng mà có khi nào 1 triệu mà vô chia đôi không? 1 triệu mà vô chia đôi không? 10. Đừng có vậy nha. 10 triệu rồi. Có 10 triệu rồi mà còn khẩu nghiệp đó. Đã xui mà còn vô con không nữa đi. Ê cái miệng à. Cái miệng đó. Mới vậy. Em này. Vừa mới nói xong. Đây. Lần cuối cùng. Giờ còn có chia đôi à? Ừ, giờ chỉ còn chia đôi nữa thôi mọi người. Chia đôi là đủ bộ. Wow. Như vậy 1 triệu nữa là 2 triệu đồng. Tổng kết Phát La 2 triệu, Khả Như món quà và ST 10 triệu đồng. Wow. Quay ghê thật. Bây giờ mời bạn Văn Khoa lấy giùm anh món quà dành cho Khả Như. Kính thưa các bạn, đây là món quà của chị Khả Như. Xin mời chị mở ra. Đại diện chương trình tặng cho chị. Vâng, và sau đây là một người phụ nữ chưa được bóp tem sẽ bóp tem món quà này. Xin mời. Sợ quá nè. Nhà lên nhà tôi chơi. Chị mở ra nào. Gì không? À không có con gì hết. Đó. Ok. Chúc mừng chị là một chiếc vớ. Tại chị ế đó, người ta tặng một chiếc để chị kiếm chiếc còn lại nữa. Nếu vậy là ý nói chị ế hả? Là bây giờ phải tìm người khác làm một chiếc còn lại hả? Còn
món quà kia là món quà gì vậy? Chúc mừng đã chị. Là không có tiền rồi mà còn tặng quà không có ý nghĩa luôn. Đây. Đây là gì lắm em? Đây là gì? Anh có hé ra coi thử rồi. À. Do em xui quá. Ừ. Do em được nhiều lần quay mà ít tiền quá cái chương trình tặng hả? Ủa chồng nhảy ra đó. Đó nào? Bù đắp lại cho em đó. Nước tẩy trang hả? Một chai dầu xoa đùi. Dầu xoa đùi. Do cái đùi nó bị hay quên đạp. Mà phải để chị Harry xoa. Tính ra món quà của Phát La vẫn còn ý nghĩa hơn món quà của Phương. Không, thì dầu xoa đùi em sẽ về em sử dụng trong tối nay. Xoa đùi mình nha. Dạ. Xoa đùi mình nha. Một mình hả anh? Xoa cái đùi của mình. Xoa đùi mình chứ. Nhưng mà thuê người khác xoa. Sao tự nhiên nhức cái đùi quá. À. Đùi đó hơi bị nhăn nheo. Hơi bị quá hạn sử dụng. Ti, ngày hôm nay em thấy chương trình như thế nào? Em thấy chương trình thật vui à. Đây là lần đầu tiên mà em được 10 triệu cầm tiền về nha mọi người nha. Những lần trước em đang cầm quà giống như những người khách mời ở đây rất là thích. Nhưng mà hôm nay em bớt thích rồi bởi vì em chỉ được 10 triệu thôi. Hôm bữa cũng có tập có người nói vậy bị chia cho 3 người 10 triệu đó, mỗi người 3 triệu á. Ủa là cái luật nghĩa hả? Có mà. Thưa quý vị, ngày hôm nay chơi rất là vui vẻ, mọi người đến với nhau bằng tình thương với nhau trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Và hôm nay, thưa quý vị, chương trình xin phép được khép lại tại đây. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn vào tối chủ nhật tuần sau.